Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN, cùng ngày 19 tháng 6 năm 2010 lúc 16 giờ trước tiền đình quân hạt Santa Clara, Liên hội cựu quân nhân Bắc Cali đã tổ chức một lễ tưởng niệm chiến sĩ quân lực chiến Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ miền Nam chống kẻ thù Cộng sản. Hiệu kỳ đơn vị, các quân binh chủng tham dự lễ truy điệu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Trần Vong. Khai quân điệu! Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hiệu kỳ nữ quân nhân. Giới thiệu đến quý vị lực lượng sĩ quan Thủ Đức. Giới thiệu đến quý vị lực lượng hải quân Bạch Đằng. Giới thiệu đến quý vị binh chủng nhảy dù. Giới thiệu đến quý vị địa phương quân và nghĩa quân. Giới thiệu đến quý vị thiết giáp binh. Giới thiệu đến quý vị lực lượng đặc biệt. Lễ rước quốc quân kỳ, hối quốc quân kỳ hôm nay do lực lượng sĩ quan Thủ Đức đảm trách. Chào quốc kỳ. Trang trí công phu, nghi thức trang trọng và các toán quân diễn hành tề chỉnh, một chương trình văn nghệ xoay quanh chủ đề tiếc thương người lính Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức công phu đã được trên 100 đồng hương và quan khách ghi nhận trong một buổi chiều gió và lạnh. Nghe lự tường trình từ San Jose.